Các em thì hôm nay ta tiếp tục qua cái phần tiếp theo của cái chế định về nghĩa vụ dân sự, và hôm nay ta sẽ bắt đầu ở phần thứ hai, đó là các thành phần của nghĩa vụ dân sự. Thì trong cái phần thứ hai này thì ta nghiên cứu các phần: thứ nhất là chủ thể của quan hệ nghĩa vụ, thứ hai là khách thể, và ta phân biệt khách thể với lại cái đối tượng của quan hệ nghĩa vụ mà ta đã nhắc đến trong phần thứ nhất, và cái thứ ba là nội dung của cái quan hệ nghĩa vụ. Ta đi vào phần thứ nhất là chủ thể của nghĩa vụ. Thì ở đây là chủ thể của nghĩa vụ thì cũng giống như là chủ thể tham gia trong một cái quan hệ pháp luật dân sự. Thì pháp luật quy định đối với Bộ luật dân sự năm 2015 đã có những cái thu hẹp, có những cái thay đổi về cái chủ thể nghĩa vụ so với các cái bộ luật dân sự trước đây, mà cụ thể là Bộ luật dân sự 2005. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là cái chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ, thứ nhất là cá nhân và thứ hai là pháp nhân, và hộ gia đình, tổ hợp tác thì nó không còn là chủ thể trong cái quan hệ pháp luật dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015. Nên thành ra ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy hai cái chủ thể chủ yếu trong cái quan hệ nghĩa vụ, đó là cá nhân và là pháp nhân. Và cá nhân và là pháp nhân nhận diện cá nhân và nhận diện pháp nhân để tham gia trong cái quan hệ nghĩa vụ này, thì thứ nhất là cá nhân bao gồm năng lực hành vi như thế nào thì chúng ta đã nghiên cứu ở phần quy định chung. Pháp nhân, điều kiện của pháp nhân thì chúng ta cũng đã nghiên cứu trong phần chung, tôi không nhắc lại, nhưng chỉ lưu ý rằng để tham gia vào cái quan hệ nghĩa vụ này thì cá nhân pháp nhân này phải có năng lực hành vi của mình, năng lực hành vi của mình theo cái quy định về năng lực hành vi của cá nhân và pháp nhân. Và ngoài ra thì có các cái chủ thể khác tham gia vào quan hệ theo như pháp luật quy định, ví dụ là đại diện của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi tham gia vào cái quan hệ pháp luật dân sự. Và chủ thể của nghĩa vụ ở đây thì khi tham gia vào quan hệ thì chúng ta thấy là có bao gồm hai nhóm chủ thể. Một, đã tham gia vào quan hệ mà nghĩa vụ thì phải nằm trong một trong hai nhóm. Một là chủ thể có quyền, gọi tắt là chủ thể quyền, và hai là chủ thể có nghĩa vụ. Bởi vì tham gia vào đây là một cái mối quan hệ nghĩa vụ thì rõ ràng trong một cái cuộc chơi tham gia nghĩa vụ này thì anh, một là anh phải có quyền, hai là anh phải có nghĩa vụ, chứ không thể nào mà các bên tham gia đều có nghĩa vụ thì bên hưởng quyền là ai, hoặc là các bên tham gia mà lại không có quyền, không nghĩa vụ thì cái này không gọi là tham gia vào quan hệ nghĩa vụ rồi, không? Tại đã tham gia trong cùng một cuộc chơi chứ không phải hai cuộc chơi khác nhau. Nên khi trong một cuộc chơi thì anh này có quyền thì tương đương với quyền đó là cái nghĩa vụ của bên kia. Cái nghĩa vụ có quyền là người có quyền yêu cầu các bên có nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc để đáp ứng cái lợi ích quyền của mình. Còn cái chủ thể có nghĩa vụ ở đây là chủ thể buộc phải thực hiện hoặc không được thực hiện những cái công việc nhất định vì lợi ích của chủ thể có quyền. Một là theo yêu cầu của chủ thể có quyền, anh phải thực hiện công việc như phải trả nợ, vân vân, trong hai nhóm của cái chủ thể. Và cái thứ hai là cái khách thể của cái quan hệ nghĩa vụ. Và trong cái khách thể này thì chúng ta sẽ có cái phân biệt với lại cái đối tượng, bởi trong một số trường hợp thì chúng ta rất dễ nhầm lẫn, bởi vì nó có thể có cái sự gần gũi, thậm chí dẫn đến trùng lập, đó là giữa khách thể và đối tượng. Chúng ta phải hiểu khách thể của quan hệ nghĩa vụ dân sự là gì, và đối tượng của quan hệ nghĩa vụ dân sự là gì, và khách thể và đối tượng của quan hệ nghĩa vụ dân sự có đồng nhất với nhau hay không. Thì chúng ta phân tích thông qua một cái tình huống như sau: bên A là bên bán và bên B là bên mua, thỏa thuận mua bán một cái xe máy với giá 20 triệu đồng. Hỏi trong quan hệ nghĩa vụ này, khách thể của quan hệ nghĩa vụ là gì và đối tượng của quan hệ nghĩa vụ là gì? Thì chúng ta thấy thêm một cái ví dụ thứ hai là A cố ý gây thương tích cho B, tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật là 15%, điều trị hết 10 triệu đồng. Hỏi trong quan hệ nghĩa vụ này, khách thể của quan hệ nghĩa vụ này là gì và đối tượng của quan hệ nghĩa vụ này là gì? Rồi mời bạn đây. Dạ thưa thầy, ở đây đối tượng của cái hợp đồng này là cái chiếc xe máy. Và cái khách thể ở đây đó chính là cái lợi ích mà bên A đã nhận được là 20 triệu đồng. Cảm ơn bạn. Thì hồi nãy ta đã nói đến là về cái đối tượng tại điều 276. Điều 276 Bộ luật dân sự quy định đối tượng của nghĩa vụ là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc là không được thực hiện. Như vậy trong trường hợp này
đối tượng mà ta đã nói đến đó là cái tài sản, đó là xe máy và 20 triệu đồng là đối tượng, đó là một cái loại tài sản đúng không? Và còn khách thể, đó, khách thể đó là cái lợi ích mà các bên hướng đến trong trường hợp này, đây là cái hành vi mua và hành vi bán, hành vi mua và hành vi bán phải thực hiện, tức là anh phải thực hiện cái nghĩa vụ mà bằng chính là cái hành vi mua và hành vi bán đó. Thì khách thể ở đây ta hiểu khách thể của quan hệ nghĩa vụ là sự sự của các bên chủ thể mà thông qua đó quyền yêu cầu cũng như nghĩa vụ của các chủ thể mới được thực hiện, nó là cái cách xử sự, cách xử sự, không xử sự hướng đến một cái tài sản đó thì cái tài sản đó là đối tượng xử sự hướng đến một cái công việc đó để được thực hiện, không ví dụ chẳng hạn như anh phải có nghĩa vụ lau nhà thì xử sự tới cứ công việc lau nhà đó, đó là xử sự hướng tới cái đối tượng. Như vậy khách thể của quan hệ nghĩa vụ là hành vi thực hiện nghĩa vụ nhằm đáp ứng lợi ích của bên có quyền, là hành vi thực hiện cái nghĩa vụ đó để nhằm đáp ứng cái lợi ích của bên có quyền, có quyền, đó chính là khách thể. Và trong quan hệ nghĩa vụ thì các bạn biết là hành vi là cái mà các chủ thể đều hướng đến để mong muốn đạt được, đều hướng đến mà mong muốn đạt được. Hành vi là khách thể của mọi cái quan hệ nghĩa vụ. Ta làm rõ hơn thông qua thêm cái ví dụ khác, đó là A thỏa thuận cho B vay một khoản tiền. Thì trong trường hợp này lợi ích của bên cho vay là nhận được số tiền gốc và lãi, lợi ích của bên vay phụ thuộc vào hành vi, lợi ích của bên cho vay thì phụ thuộc vào hành vi trả nợ của bên vay. Hoặc là A thỏa thuận bán cho B một cái tài sản thì lợi ích của bên bán là được nhận số tiền từ việc bán tài sản và lợi ích của bên bán phụ thuộc vào hành vi thanh toán tiền của bên mua. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khách thể đó chính là hành vi trả nợ của bên vay và đối tượng là số tiền bên vay trả nợ. Hành vi trả nợ của bên vay là khách thể, còn đối tượng là số tiền mà bên vay đã trả nợ. Hoặc là ví dụ mà A thỏa thuận bán cho B một tài sản thì khách thể là hành vi thanh toán tiền từ bên mua, còn đối tượng là gì trong trường hợp này? Đó là cái số tiền mà bên mua thanh toán cho bên bán. Ta làm rõ thêm một cái ví dụ khác thông qua cái tình huống là A gây thương tích cho B. Trong quan hệ pháp luật này thì đây là một cái quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại xảy ra. Thì trong cái quan hệ pháp luật bồi thường thiệt hại xảy ra này thì ta có thể thấy chủ thể là ai? Là A và B. Đó, tham gia trong cái quan hệ bồi thường này. Và khách thể ở đây là gì? Là hành vi bồi thường. Nội dung là nghĩa vụ và cái quyền yêu cầu bồi thường thì cái nội dung ta nói sau. Nhưng ở đây khách thể tức là cái hành vi bồi thường. Còn trong trường hợp này nếu xét về đối tượng thì đối tượng là cái gì? Là cái số tiền mà bên bị thiệt hại nhận được, hoặc là số tiền mà bên gây thiệt hại phải bồi thường bằng cái số tiền đó. Như vậy chúng ta đã có cái hình dung đơn giản cơ bản ban đầu về khách thể và đối tượng chưa? Như vậy ở đây thì tôi xin nhắc lại một tí cho các bạn rõ hơn, tức là đối tượng của nghĩa vụ là lợi ích mà các chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ chuyển giao cho nhau. Một cái là hướng đến, một cái là đã chuyển giao cho nhau. Cái lợi ích mà chuyển giao cho nhau có thể là công việc. Nếu như mà trong trường hợp này đây là nghĩa vụ, chẳng hạn như là mình đi Grab bike, đi Grab taxi đi, thì đó chính là một cái là nghĩa vụ là anh phải thực hiện cái việc chở tôi tới đó, là thực hiện một cái công việc đó. Thì cái này là cái lợi ích mà chủ thể trong quan hệ chuyển giao cho nhau. Tức là anh chở tôi tới đó, đó là anh đã thực hiện một công việc vì lợi ích của tôi. Tôi thanh toán đó, cho anh tiền, đó là tôi chuyển giao cho anh tiền, đó là nghĩa vụ trả tiền, là nghĩa vụ của tôi, chuyển giao một cái vật đã chuyển giao cho nhau. Hoặc là những lợi ích mà các bên trong quan hệ nghĩa vụ tác động vào khi thực hiện cái nghĩa vụ đó. Và phân biệt khách thể với nghĩa vụ, tức là ở đây thì chúng ta thấy là cái phân biệt mà đơn giản nhất, khách thể là cái mà các bên mong muốn đạt được trong quan hệ, còn lại cái đối tượng của nghĩa vụ là cái mà bên các bên tác động vào để đạt được cái lợi ích đó. Trong trường hợp này ta phân biệt A bên bán và B bên mua thỏa thuận mua bán một cái xe gắn máy, thì trong trường hợp này chúng ta thấy khách thể của quan hệ nghĩa vụ này là gì? Là cái hành vi giao xe và chuyển quyền sở hữu xe của A và hành vi thanh toán tiền của B. Còn đối tượng là gì? Là cái xe mà bên bán chuyển giao cho bên mua và số tiền mà bên mua đưa cho bên bán. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy là giữa khách thể với lại đối tượng rõ ràng là khác nhau để tạo nên các cái thành phần trong một cái quan hệ nghĩa vụ nhân sự, đúng không ạ? Ta đi qua phần 2.3 là nội dung của quan hệ nghĩa vụ. Như vậy là
chúng ta thấy thành phần của quan hệ nghĩa vụ là chủ thể ta đã nói, khách thể ta đã nói và phân biệt khách thể với đối tượng. Thì cái phần quan trọng của trong cái quan hệ nghĩa vụ đó là cái nội dung của quan hệ nghĩa vụ. Thì nội dung của quan hệ nghĩa vụ là gì? Thì nội dung của quan hệ nghĩa vụ dân sự là tổng hợp các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự của các bên tham gia trong quan hệ dân sự đó. Và quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự do các bên thỏa thuận hoặc là do pháp luật quy định. Ví dụ chẳng hạn như hợp đồng thực hiện công việc không có ủy quyền hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thì ngay từ cái khúc đầu về đặc điểm tôi đã nói, tức là trong cái quan hệ nghĩa vụ dân sự ở đây thì chúng ta thấy là sự ràng buộc giữa các chủ thể. Mà sự ràng buộc giữa các chủ thể trong cái quan hệ nghĩa vụ này, một là các chủ thể tự thỏa thuận với nhau về cái sự ràng buộc này. Như vậy ở đây cái quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự này nó phát sinh trên cơ sở là sự thỏa thuận của các chủ thể để ràng buộc cái quyền và ràng buộc cái nghĩa vụ đó. Là một á, chẳng hạn như tôi bình thường ngồi không sao, tôi không quan hệ gì, không thiết lập quan hệ dân sự gì thì rõ ràng tôi không bị ràng buộc nghĩa vụ với bất cứ chủ thể nào. Nhưng nếu mà đặt trường hợp là chỉ cần một cái tham gia một cái quan hệ đơn giản thôi, là tôi mua một cái gì thôi, tôi bán một cái gì đơn giản, một cái vật dụng gì sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, thì ngay lập tức tôi đã thiết lập một cái quan hệ nghĩa vụ đó. Mà thiết lập quan hệ nghĩa vụ đó là chính tôi tự nguyện thiết lập và tôi thỏa thuận với họ về vấn đề là ràng buộc trách nhiệm nghĩa vụ của nhau trong trường hợp này. Như vậy ở đây chúng ta thấy một lần nữa chúng ta nói lại, tức là cái quyền và cái nghĩa vụ này là do thỏa thuận, do pháp luật quy định. Và pháp luật quy định cụ thể đối với lại sự thỏa thuận và hay là đối với luật trong những cái trường hợp của nghĩa vụ. Ví dụ hợp đồng. Hợp đồng bản thân của hợp đồng đó là cái sự thỏa thuận của các chủ thể khi tham gia quan hệ. Mà hợp đồng là sự thỏa thuận nên các chủ thể cùng thỏa thuận luôn về cái quyền và nghĩa vụ trong đó. Chứ còn nhà nước không can thiệp vào để ràng buộc các chủ thể theo luật. Đó là sự thỏa thuận mà. Chỉ trừ trường hợp lúc nào mà các chủ thể không thực hiện đúng như sự thỏa thuận đó thì mới có các cái biện pháp chế tài để bảo đảm rằng các chủ thể phải thực hiện các cái nghĩa vụ theo sự thỏa thuận. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thấy hợp đồng đó là sự ràng buộc nghĩa vụ theo sự thỏa thuận. Hoặc là thực hiện công việc không có ủy quyền. Thì ở đây là việc một người không có nghĩa vụ nhưng đã thực hiện một công việc vì lợi ích của người khác, không? Và người có công việc thì trong trường hợp này chúng ta thấy là phải có nghĩa vụ thanh toán chi phí, thù lao nếu như người thực hiện công việc không có ủy quyền đó, thực hiện tốt, đem lại lợi ích cho người có công việc được thực hiện. Thì rõ ràng trong trường hợp này đây là cái sự nghĩa, đây là một cái nghĩa vụ mà nó không phát sinh dựa trên sự thỏa thuận. Bởi ngay lập tức từ đầu tiên chúng ta thấy là chẳng có ai thuê, chẳng có ai nhờ, nhưng anh đã tự nguyện đi thực hiện một cái công việc vì lợi ích của người khác. Thì trong trường hợp này người khác không phải là muốn, không phải là thích thì có nghĩa vụ trả tiền, trả lại chi phí. Mà trong trường hợp này anh bắt buộc phải có nghĩa vụ để thanh toán những cái chi phí đó. Đó là cái nghĩa vụ này là nghĩa vụ do luật định để bảo vệ tới cái quyền lợi của người đã thực hiện công việc không có ủy quyền và bảo đảm cho thúc đẩy các cái quan hệ xã hội bên ngoài thực tế cuộc sống vừa đa dạng vừa phát triển của nó, đúng không ạ?